chúng ta đến phần đầu tiên, phần 1 sơ lược về Docker. Docker là gì? Thì khi phát triển một ứng dụng bằng bất kỳ ngôn ngữ nào, chúng ta đều phải cài đặt những phần mềm đi kèm theo nó, bao gồm các thư viện, nền tảng thực thi. Ví dụ như khi lập trình Java thì chúng ta phải cài JDK, Maven. Khi lập trình Angular thì phải cài Node.js. Khi lập trình C# thì phải cài .NET Core, .NET Framework. Vấn đề sẽ xảy ra khi bạn đem ứng dụng đi deploy lên một máy khác ở một môi trường khác. Không phải bất kỳ ngôn ngữ nào cũng có thể build ra file thực thi chạy trực tiếp bằng ngôn ngữ máy. Do đó, khả năng cao là chúng ta phải cài lại từ đầu những phần mềm hỗ trợ này, mà phải cài đúng phiên bản, đúng version của project mà bạn đang làm. Và nó sẽ càng vấn đề hơn nếu bạn phải cài trên nhiều máy khác nhau chứ không phải là một máy. Việc triển khai ứng dụng trở nên khó khăn hơn và kém hiệu quả. Docker mang đến giải pháp cho vấn đề này. Docker là công nghệ giúp đóng gói ứng dụng cùng toàn bộ thư viện và nền tảng thực thi lại thành một gói duy nhất, có thể đem chạy bất kỳ ở đâu và bất kỳ môi trường nào, cho dù là Linux, macOS hay là Windows, miễn là cài đặt Docker thì nó luôn chạy được. Vậy ở đây xuất hiện hai khái niệm là container và image. Docker đóng gói toàn bộ ứng dụng cùng thư viện và nền tảng thực thi của chúng thành một gói, một bucket duy nhất. Thì những cái bucket mà Docker tạo ra ở đây chính là image. Và khi chạy một image, chúng ta có container. Về cơ bản, container hoạt động chính xác như một máy ảo với đầy đủ tính năng để cài đặt và chạy bất cứ phần mềm nào bên trong nó, như là file system, network interface, cái tiến trình đều có đầy đủ trong container. Tuy nhiên, tuy là chức năng giống nhau nhưng mà container lại không thực sự là máy ảo. Sự khác biệt lớn nhất là bởi vì container nó không có bộ kernel, nó không có bộ nhân hệ điều hành của riêng nó, mà tất cả các container đều sử dụng chung bộ nhân của máy chủ vật lý. Nên suy cho cùng, container chỉ đơn thuần là các tiến trình chạy trên hệ điều hành và được Docker quản lý. Nếu bạn nào chưa rõ về OS kernel, nhân hệ điều hành là gì thì mình sẽ giải thích ở slide này. Kernel không phải là phần cứng, nó là phần mềm. Kernel là một phần của hệ điều hành, nó là cốt lõi, là hạt nhân, là trái tim của hệ điều hành. Kernel điều khiển mọi thứ bên trong máy tính của bạn. Kernel nằm ở giữa và điều khiển sự giao tiếp giữa phần cứng và phần mềm, như hình vẽ ở đây. Mỗi hệ điều hành khác nhau sẽ có phần kernel khác nhau. Tuy nhiên, nếu chúng có kernel giống nhau thì nghĩa là chúng có cùng một phả hệ. Đơn cử ví dụ ở đây, phả hệ Linux, chúng ta có các hệ điều hành như Ubuntu, MinOS, CentOS, Debian, Elementary đều sử dụng chung loại kernel là kernel Linux. Vậy hãy so sánh xem là container và máy ảo chúng khác nhau như thế nào. Máy ảo sử dụng công nghệ ảo hóa ở tầng hardware, tầng phần cứng của thiết bị. Máy chủ vật lý sẽ cài lên trên một cái phần mềm ảo hóa chuyên dụng như là VMware, VirtualBox hoặc là Hyper-V. Chúng có nhiệm vụ phân chia tài nguyên vật lý cho các máy ảo được cài bên trên. Mỗi máy ảo này có hẳn một cái hệ điều hành độc lập ở bên trong nó, dung lượng lên đến hàng chục gigabyte, và chúng sử dụng phần nhân, phần kernel của riêng nó. Do vậy, bạn có thể cài bất kỳ, bạn có thể cài máy ảo Ubuntu chạy trên hệ điều hành Windows hoặc là macOS chạy trên hệ điều hành Windows mà không gặp bất cứ vấn đề gì. Còn về container, chúng sử dụng công nghệ ảo hóa ở tầng software application. Bản thân Docker chính là công nghệ ảo hóa đó. Sự khác biệt ở đây là các container tận dụng lại phần nhân, phần lõi kernel của điều hành máy chủ vật lý. Do đó nó không tốn dung lượng để cài thêm hệ điều hành nào cả. Điều này dẫn đến việc dung lượng của container chỉ tầm vài chục megabyte đổi lại nên cực kỳ nhẹ. Nhưng đổi lại, nó không có sự tự do như là máy ảo. Bạn không thể chạy container Ubuntu ở bên trên hệ điều hành Windows được. Điều này lý giải tại sao khi mà cài Docker lên Windows, bạn cần phải kích hoạt Hyper-V hoặc VirtualBox và setup một cái máy ảo Linux trên đó để cài Docker chạy ở trên bên trong. Từ đó thì bạn mới có thể chạy được container dòng Linux ở trên hệ điều hành Windows. Vậy Docker đã làm như thế nào để có được sự khác biệt đó? Thì về bản chất, công nghệ bên dưới Docker được viết bằng Golang, và Docker đã tận dụng những tính năng được cung cấp bởi nhân Linux như là namespace để phân chia tách biệt các container với nhau, control group để tối ưu hóa tài nguyên phần cứng, v.v. Vậy tại sao chúng ta lại phải cần Docker? Thì như mình đã phân tích, việc deploy và ứng dụng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều với Docker.
Chúng ta không cần phải nhớ là hệ thống nào chạy bằng ngôn ngữ gì, phải cài đặt những thư viện gì, nền tảng gì, version bao nhiêu. Chúng ta chỉ cần cài Docker và mọi thứ đều xong. Ngoài ra, khi nhắc đến Docker thì không thể không nhắc đến microservice. Docker có 3 tính chất sau: tính immutable, tính bất biến, nghĩa là ứng dụng của mình khi mà chạy máy local như thế nào thì khi đóng gói nó lại và mang đi đâu chạy thì nó cũng y chang như vậy, không khác được. Thứ hai là tính lightweight. Vì chỉ chừng vài chục megabyte, nhẹ hơn máy ảo rất nhiều nên việc tạo mới container là rất nhanh chóng. Và thứ ba là stateless. Container không tạo ra thay đổi dữ liệu bên trong nó. Điều này có được là do tính bất biến ở bên trên. Bạn có thể hiểu đơn giản là bởi vì không chứa dữ liệu ở bên trong nên là các container giờ đây cực kỳ tự do và linh hoạt. Bạn có thể nhân bản cái container lên 100 container giống hệt nhau để đáp ứng đủ traffic người dùng vào giờ cao điểm. Hoặc là bạn có thể shutdown nó ở máy này và dựng nó lên ở cái máy khác mà vẫn chẳng ảnh hưởng gì đến hệ thống ban đầu. Đây chính là lý do khiến Docker hoàn hảo trong việc triển khai microservice.